Xin chào các em, chào mừng các em đã đến với kênh lớp cô Giang. Hôm nay chúng ta sẽ học môn lịch sử và địa lý lớp 5, bộ sách Chân trời sáng tạo, chủ đề 2, Những quốc gia đầu tiên trên lãnh thổ Việt Nam. Bài 7, Vương quốc Chăm Ba. Sau khi học xong bài này, em sẽ kể được tên và xác định được trên bản đồ hoặc lược đồ một số đền tháp Chăm Ba còn lại cho đến ngày nay. Sưu tầm một số tư liệu, tranh ảnh, câu chuyện lịch sử, mô tả được một đền tháp Chăm Ba tìm hiểu và kể lại được một số câu chuyện về đền tháp Châm Ba. Phần đầu tiên của bài học là phần khởi động. Câu hỏi trang 30 lịch sử và địa lý năm, hãy kể tên một số di sản ở vùng Duyên Hải miền Trung mà em biết. Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi, 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Một số di sản ở vùng Duyên Hải miền Trung mà em biết là Cố Đô Huế, Phố Cổ Hội An, Thánh Địa Mỹ Sơn. Phần tiếp theo của bài học là phần khám phá. 1. Vị trí một số đền tháp châm ba. Câu hỏi trang 30 lịch sử và địa lý 5. Quan sát hình 1. Em hãy kể tên và xác định vị trí của một số đền tháp châm ba còn tồn tại đến ngày nay. Để trả lời được câu hỏi, cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thông tin trong bài nhé. Quan sát hình 1 và đọc thông tin. Vương quốc Châm Ba ra đời vào thế kỷ thứ 2 ở miền Trung Việt Nam ngày nay. Cư dân Châm Ba thường xây dựng các đền tháp để làm nơi thờ cúng thần linh và sinh hoạt cộng đồng. Đền tháp Châm Ba trở thành biểu tượng văn hóa và tôn giáo của dân tộc Châm. Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi. 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời. Một số đền tháp châm ba còn tồn tại đến ngày nay. Tháp châm Mỹ Khánh thuộc Thừa Thiên Huế, Thánh địa Mỹ Sơn thuộc Quảng Nam. Phần tiếp theo của bài học là phần 2, kiến trúc của đền tháp châm ba. Câu hỏi trang 31 lịch sử và địa lý 5, đọc thông tin và quan sát hình 2. Em hãy mô tả một đền tháp châm ba. Để trả lời được câu hỏi, Cô và các em sẽ cùng tìm hiểu thông tin trong bài nhé. Quan sát hình 2 và đọc thông tin. Các đền tháp Chăm ba thường được xây bằng gạch nung màu đỏ. Trong mỗi khu đền tháp, các tháp có kiểu dáng đa dạng. Một trong những khu đền tháp tiêu biểu của cư dân Chăm ba là Mỹ Sơn. Khu di tích đền tháp Mỹ Sơn thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. Phần lớn các đền tháp được xây theo kiểu hình tháp với những tầng bậc thu nhỏ dần đến đỉnh. Mỗi tầng hình trang trí được lặp lại giống nhau. Không gian bên trong đền tháp khá chật hẹp, cánh cửa chính thường mở về hướng đông. Em có biết khu di tích đền tháp Mỹ Sơn nằm trong danh sách xếp hạng các di tích quốc gia đặc biệt quan trọng. Từ năm 1999, khu di tích này đã được UNESCO ghi danh là di sản văn hóa thế giới. Sau khi tìm hiểu thông tin trong bài, các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi, 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời Một đền tháp chăm được xây dựng với Gạch nung màu đỏ Các tháp có kiểu dáng đa dạng, phần lớn được xây theo kiểu hình tháp với những tầng bậc thu nhỏ dần đến đỉnh. Tháp chính có kiến trúc thân vuông ở giữa rộng tạo thành điện thờ. Tường bên ngoài được trang trí các họa tiết hoa văn hình hoa lá, động vật. Phần tiếp theo của bài học là phần 3 một số chuyện về đền tháp chăm ba. Câu hỏi trang 31 lịch sử và địa lý năm Đọc thông tin và quan sát các hình ba. 4. Em hãy kể lại một số câu chuyện về đền tháp chăm ba. Để trả lời được câu hỏi ta sẽ đi tìm hiểu thông tin hở hình ba và năm nhé. Quan sát hình ba ta có thông tin. Tên gọi của đền tháp bánh ít. Tương truyền, người dân địa phương quan sát thấy hình dáng tháp giống chiếc bánh ít, một loại bánh đặc sản ở Bình Định được làm bằng bột gạo, có hình như chiếc nón lá úp nên đã dùng tên này để đặt cho tháp. Tháp còn có các tên khác như Thị Thiện, Tháp Bạc. Sách Đại Nam Nhất Thống Chí nói về việc bà Thị Thiện mở quán bán bánh ở chân núi, xây tháp nên tháp có tên gọi ấy. Còn tên gọi Tháp Bạc là do người Pháp đặt khi đến đây nghiên cứu. Ngày nay, người dân trong vùng vẫn dùng tên gọi bánh ít và tháp trở thành một công trình kiến trúc tiêu biểu của tỉnh Bình Định. Theo Viện Đông Nam Á, Tháp Cổ Trăm Ba, Sự Thật và Huyền Thoại, nhà xuất bản văn hóa thông tin Hà Nội năm 1994. Quan sát hình 4 ta có thông tin sau. Truyền thuyết Bô Clong Garai. Truyền thuyết kể rằng, vua Bô Clong Garai thổi nhỏ phải đi buôn trầu để kiếm sống. Ông được voi thần chọn làm vua chăm ba. Tại đồi trầu, ông đã cho xây dựng nhiều công trình thủy lợi để phục vụ sản xuất nông nghiệp, chỉ cho dân nhiều ngành nghề để phát triển kinh tế, chấn chỉnh hàng ngũ binh lính. Về sau, dân chúng dựng đền tháp trên đồi trầu để ghi nhớ công lao của ông. Ngày nay, Tháp trở thành trung tâm sinh hoạt văn hóa của người chăm ở tỉnh Ninh Thuận và nhiều lễ hội lớn, nhỏ thường được tổ chức tại đây. Sau khi tìm hiểu thông tin trong bài, các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi, 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời Sự tích tháp bột Longgarai kể về một cậu bé tên là bo ông thổi nhỏ phải đi buôn trầu kiếm sống. Ông được voi thần chọn làm vui chăm ba. Ông đã cho xây dựng nhiều công trình thủy lợi, chỉ cho dân nhiều ngành nghề để phát triển kinh tế, khiến đời sống nhân dân hưng thịnh. Sau này tháp bột Longgarai được xây dựng để tỏ lòng tôn kính với ông. Câu chuyện về tên gọi của đền tháp bánh ít dựa trên việc người dân địa phương quan sát hình dáng tháp giống chiếc bánh ít, bánh đặc sản ở Bình Định, được làm bằng bột gạo, có hình như chiếc nón lá úp nên đã lấy tên này để đặt cho tháp. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập 132 lịch sử và địa lý 5, hoàn thành bản thông tin về đền tháp trăm Ba còn lại đến ngày nay theo mẫu dưới đây vào vỡ. Các em có 30 giây để suy nghĩ và hoàn thành bản. 30 giây bắt đầu. Các em đã hoàn thành bản của mình chưa? Và đây là bản của cô. 1. Tháp Mỹ Sơn, Tháp Khương Mỹ, ở tỉnh Quảng Nam. 2. Tháp Mỹ Khánh, ở tỉnh Thừa Thiên Huế. 3. Tháp Dương Long, Tháp Cảnh Tiên, Tháp Bình Lâm, Tháp Bánh Ít, ở tỉnh Bình Định. 4. Tháp Y An Prong, ở tỉnh Đắk Lắc. 5. Tháp nhạn ở tỉnh Phú Yên. 6. Tháp Bồ Naga, ở tỉnh Khánh Hòa. 7. Tháp Bô Long Garai, Tháp Hòa Lai, Tháp Bô Rô Mê, ở tỉnh Ninh Thuận. 8. Tháp Bô Đam, Tháp Phố Hài, Bô Sa ở tỉnh Bình Thuận. Phần tiếp theo của bài học là phần luyện tập 232 lịch sử và địa lý năm giới thiệu về một đền tháp mà em yêu thích. Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi, 30 giây bắt đầu. Các em đã có câu trả lời của mình chưa? Và đây là câu trả lời của cô. Trả lời Em thích nhất là kiến trúc của tháp Mỹ Sơn. Tháp thuộc huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam là một trong những khu đền tháp tiêu biểu của cư dân Chăm Ba. Kiến trúc của tháp Tháp được xây dựng với gạch nung màu đỏ. Phần lớn các đền tháp được xây dựng theo kiểu hình tháp với những bậc tầng thu nhỏ dần đến đỉnh. Mỗi tầng hình tháp được trang trí lặp lại giống nhau. Không gian bên trong tháp khá chật hẹp cánh cửa chính thường mở về hướng đông. Phần tiếp theo của bài học là phần vận dụng trang 32 lịch sử và địa lý năm, sưu tầm một số tranh ảnh, câu chuyện lịch sử về đền tháp Trăm Ba, sau đó chia sẻ với các bạn cùng lớp. Các em có 30 giây để suy nghĩ và trả lời câu hỏi, 30 giây bắt đầu. các em đã có câu trả lời của mình chưa và đây là câu trả lời của cô trả lời tháp bánh ít ở bình định là một quần thể tháp được xây dựng bên trên một ngọn đồi nhỏ nơi có nhiều nhánh sông côn chảy qua bao quanh tháp bánh ít là sắc xanh của đồi núi cây cối do vậy tháp như một nơi bí ẩn đứng hiên ngang giữa ngọn đồi với diện mạo hùng vĩ in hằng dấu ấn của thời gian lịch sử tháp bánh ít gắn liền với văn hóa thời kỳ chăm ba cổ đại sau đây là một vài hình ảnh về tháp bánh ít và bài học của chúng ta đến đây là hết cô chúc các em chăm ngoan học giỏi hẹn gặp lại các em ở bài học tiếp theo